thời gian lấy mất đi của chúng ta sức khỏe và thanh xuân. Nhưng lại có một người có thể đảo ngược chuyện đó. Anh ta chính là Băng Gia Manh, là một quái thai sinh trưởng ngược. Vào đêm hôm Băng Gia Manh ra đời, mẹ của anh ta liền rời khỏi thế giới này. Trước lúc Lâm Trung nói với cha anh rằng hãy để cho đứa bé được sống, người cha mất đi tình yêu của mình nhìn thấy hình dáng như quả lò xo, khi đứa trẻ còn quấn bện cha ruột thật khó để nhìn thẳng vào, nhẫn tâm mang đứa trẻ vứt bỏ. May thay mạng Băng Gia Manh không tận ở đây, một người mẹ da đen lương thiện ở viện dưỡng lão đã nhận nuôi anh, cũng không thể trách cha của Beramin mất đi tình yêu, lại nhìn thấy con mình có hình dạng như một người già. Cùng một lúc hai chuyện ập xuống, đành trở thành một người cha nhẫn tâm. Beramin tuy là không may mắn, nhưng đối diện với hiện thực tàn khốc, anh ta chỉ có thể nói tôi rất xin lỗi vì đã sinh ra đã làm ông. Lan mời một bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Băng Gia Manh, nhưng tất cả chỉ số của Băng Gia Manh đều đến giai đoạn báo hỏng, mắt bị đục thủy tinh thể, tứ chi bị viêm khớp, xương không còn collagen, như thể một ông già sắp sửa xuống lỗ. Nhưng Lan vẫn quyết định nuôi đứa bé này. Một ông lão già yếu cả đời bị ruồng bỏ, chỉ có thể làm bạn với người già ở viện dưỡng lão. Anh ta với những người già khác không có gì khác nhau, nhưng có cái khác, trong mắt toàn là hồi ức, trong tim toàn là vãng lai. Nhưng Băng Gia Manh đâu có hồi ức và vãng lai. Một đứa bé 5 tuổi trong mắt chỉ có toàn là hiếu kỳ. Lan cho rằng hình dạng này của Băng Gia Manh là bị quỷ ám, lập tức tìm đến thầy cúng trừ tà ở đó. Chỉ nhìn thầy trừ tà thông qua một lời cầu nguyện mạnh mẽ, thêm vật lý thúc đẩy, lệnh cho ông già bé từ trên xe đẩy đứng xuống đất, thầy trừ tà vui mừng kích động. Đại não của Băng Gia Manh cuối cùng cũng chiếm lấy đỉnh cao và đi. Nhưng được thì lại mất, thầy trừ tà chó ngáp phải ruồi, vui vẻ gặp thượng đế, có thể ở chỗ thượng đế cần những người như này. Sau đó, Băng Gia Manh gặp được bạn tốt có đôi mắt màu xanh ngọc, khiến anh khó quên. Thời thơ ấu chỉ có một người bạn, tình bạn quý giá như vậy tự khắc quý trọng vô cùng, nhưng trong mắt người khác lại là tình yêu ông cháu bị người ta phí báng. Lúc bà của cô bé phát hiện ra, ngăn cấm hai người qua lại với nhau, lý do không rõ ràng. Mẹ của Băng Gia Manh sau đó có đứa con của mình, cậu bé khó tránh khỏi nhận được sự quên lãng, nhưng rất nhiều chuyện khiến cho đứa trẻ già vui vẻ, ví dụ mọc thêm lông, cơ bắp của cơ thể. Theo sự độ tăng của tuổi tác, Băng Gia Manh không muốn luôn ở trong nhà mãi, được mẹ chăm sóc, anh cần phải có cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình. Lúc đó nghề hàng hải rất phát triển, do vậy anh tự nguyện lên một chiếc tàu kéo. Trên tàu, anh gặp được một người tương lai ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân, cố vấn của đời anh, thuyền trưởng Mike. Một hôm chạng vạng tối, trên đường về nhà, Băng Gia Manh chạm mặt một người đàn ông trung niên, Thomas. Nhưng trên thực tế, người này chính là cha ruột của Băng Gia Manh. Ông vẫn luôn bí mật theo dõi Beramin trưởng thành, mới phát hiện con mình càng lớn càng trẻ ra, chủ động tìm con mình nói chuyện. Hai người rất nhanh trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng Băng Gia Manh luôn được Thomas che giấu thân phận thật của mình. Năm 1936, đã 18 tuổi rồi, anh đã từ một con khỉ nhăn nhỏ bé trở thành một con khỉ nhăn mạnh mẽ. Đối với một người đàn ông mà nói, cơ thể trở nên càng ngày càng khỏe, anh muốn đi khắp thế giới, đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Sau khi quyết định ra khơi đi lưu bạt khắp bốn phương, quyết định này tất nhiên người thân đều không nỡ. Daisy vì không nỡ xa Băng Gia Manh đã trốn ra ngoài, nhưng Băng Gia Manh nói với cô, đừng sợ, dù đi bất cứ đâu, mình nhất định sẽ gửi thư cho cậu. Trong những ngày trên thuyền ra biển, Băng Gia Manh trải qua nhiều sóng gió, anh từ một lão già sắp xuống lỗ, suy biến những thành kiến còn tồn tại trên hình dáng này. Daisy bên kia thì sao, vì thường xuyên luyện tập vũ đạo chưa đến vài năm, cũng trở nên rất xinh đẹp. Trong chuyến đi, anh làm quen với quả phụ Elizabeth. Elizabeth với anh không có việc gì lại ở cùng nhau, uống rượu vodka, nói về đời người, nói về lý tưởng. Không lâu sau, Elizabeth rời đi, trái tim cô đơn như nhau muốn được lấp đầy. Nhưng lần lấp đầy này của anh là ai cũng không muốn nhìn thấy chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Không tha một ai, tuy chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, lại cũ trên chiến trường, lại cưỡi sóng cưỡi gió đạt được thành tích trong trận chiến lúc bắn tỉa. Thuyền trưởng và những thuyền viên khác không may gặp nạn, người cố vấn cuộc đời cuối cùng cũng chết rồi. Nhưng trước khi chết, thuyền trưởng vẫn đưa cho Băng Gia Manh một bát canh gà. Bạn có thể đối với cuộc sống chửi ầm lên, oán hận bạn cũng không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay. Chiến tranh kết thúc rồi. Năm 1945 anh trở về nhà. Năm này, soái ca 26 tuổi cuối cùng cũng về rồi. Mẹ nhìn thấy tuy vui mừng khôn xiết, nhưng mẹ trong mắt Băng Gia Manh đã già đi không ít. Có thể những năm này mẹ anh đã trải qua nhiều chuyện. Sau khi hiểu được, Băng Gia Manh mới biết chồng của mẹ đã chết rồi, con gái lập gia đình rồi. Tự dưng mẹ thở dài không may mắn, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Băng Gia Manh gặp lại thanh xuân của mình, cô ấy bây giờ thời thượng, cô đẹp động lòng người, tràn đầy sức sống. Đó từng là đôi mắt xanh có 102, bây giờ đã không còn nhìn thấy được nữa rồi. Băng Gia Manh sau khi trở về nhà, gặp lại cha ruột của mình, Thomas già rồi, sức khỏe sắp không ổn rồi, vẫn còn vài tỷ chưa tiêu hết. Ông ta bỗng dưng tìm đến Băng Gia Manh, thế là liền nói ra thân phận của mình. Băng Gia Manh kinh ngạc không nói nên lời, tôi coi ông là anh em, bây giờ anh lại muốn tôi gọi anh là bố. Nhưng sự thật là sự thật, trước mấy tỷ ai mà chống cự lại được, dứt khoát cũng bỏ ân oán lại một bên. Dẫu sao một giọt máu đào hơn áo nước lã, miễn cưỡng nhận ba, cuối cùng còn đưa ông bố sắp chết đến bên bờ biển ngắm hoàng hôn. Khi một người sau khi có được tài sản khổng lồ sẽ tìm đến kỷ niệm xưa chân thành. Daisy trên sân khấu đẹp không thể tả, dưới sân khấu cô tận hưởng khiêu vũ. Cô ấy có bạn của riêng mình với cái ôm giao tiếp, nhìn thấy cô ấy như một đóa hoa giao tiếp qua lại không ngớt trong lễ khiêu vũ. Băng Gia Manh ở đó tỏ ra không vừa ý, anh thất vọng rời đi, nhưng trước lúc đi khỏi vẫn bị trách mắng một trận. Băng Gia Manh cự tuyệt cô, muốn rủ mình đi chơi. Anh vốn dĩ muốn nói với cô, cha ruột cuối cùng cũng tìm đến anh, hơn nữa còn tự mình đi tiễn cha. Tuy hai người không ở cùng nhau, nhưng mỗi đêm đều thầm lặng ngủ ngon. Băng Gia Manh, cô ấy cứ như vậy qua vài năm, Băng Gia Manh ngày càng đẹp trai ra. Mà Daisy thì chơi chán rồi, bắt đầu hiểu được sinh mạng và tình yêu đúng nghĩa.
nhưng lần này ông trời lại đem chướng ngại vật đến với cuộc đời cô. Khi màn hiệu ứng con bướm sắp lên diễn, sao lại có thể xuất hiện tai nạn xe hơi ngoài ý muốn như vậy? Một chiếc xe đâm phải gót chân của cô. Kể từ đó, cô phải tạm biệt sân khấu. Gặp nạn mới biết, đến một người đàn ông cũng không có. Lúc này Băng Gia Manh thường bí mật chăm sóc cho cô. Thời gian trôi qua, hai người đều trở thành người trưởng thành, cuối cùng ôm lấy nhau. Sau đó, hai người hạnh phúc ở cùng nhau. Nhưng dưới cuộc nói chuyện ngọt ngào cả ngày là trái tim bồn chồn của Băng Gia Manh và Daisy, khi những nếp nhăn trên khuôn mặt tôi đủ để khiến dù chỉ là con kiến đi qua cũng làm bong gân chân. Anh còn yêu em không? Khi tôi bắt đầu đái dầm, giống lúc bạn phải uống sữa bột, anh còn yêu em không? Vấn đề khó chẹt giữa hai người họ, không thể giải quyết được. Một người già đi, một người trẻ ra, sau này không thể không nghĩ. Trong tim là một gánh vác rất lớn, sau đó phát sinh ra một chuyện ảnh hưởng rất lớn đến Băng Gia Manh. Mẹ của Băng Gia Manh chết rồi, đó là một thiên thần vĩ đại nhất trên thế giới này, rời xa khỏi anh. Lúc đó Băng Gia Manh bắt đầu xem kỹ lại cuộc đời của mình, đau thương qua đi, bắt đầu quý trọng lúc ở cùng Daisy. Mỗi ngày bọn họ bắt đầu một chặng rất dài, hâm nóng tình cảm, phản ứng sinh trưởng của hai người đang ở giai đoạn đẹp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, thấu hiểu nhau, yêu thương lẫn nhau, không cần đi làm. Cuộc sống của một con nhà giàu chính là giản dị tự nhiên. Nhưng mỗi ngày Daisy bị đánh thức bởi bạn tình nam, lúc ở hồ bơi nhìn thấy những thanh niên đầy sức sống, liền cảm thấy không an tâm. Cô sợ thân thể già này của mình sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nhưng chuyện xảy ra sau đó nói cho Daisy, chuyện này chả nhằm nhò gì, vì Daisy mang thai rồi, mang đến cho Băng Gia Manh một áp lực vô hình. Anh lo con mình vừa chào đời sẽ là một ông già hoặc một bà già. May mắn Daisy thuận lợi sinh con, sinh ra một bé gái khỏe mạnh. Băng Gia Manh nhìn thấy mình ngày càng trẻ, lại bắt đầu lo lắng rồi. Bản thân không cách nào có sự uy nghiêm của một người cha ở bên cạnh con mình, chỉ như đang chơi cùng con. Anh không muốn Daisy gánh vác trách nhiệm chăm sóc hai đứa bé cùng một lúc. Lúc con gái vẫn chưa nhớ mặt Băng Gia Manh, anh lựa chọn rời đi, đem tài sản để lại cho hai mẹ con, tự mình rời xa họ. Năm đó, con gái 1 tuổi, lần đi này là một thời gian dài. Daisy không biết thời gian này, Băng Gia Manh lang thang đã phải trải qua những gì. Chỉ đến khi Băng Gia Manh về thăm con gái, vẫn là vật ban đầu nhưng người không còn là người ban đầu. Cô tìm một người khác môn đăng hộ đối, sống trong một thế giới ba người. Daisy ổn định gia đình. Sau khi gặp lại Băng Gia Manh có chút căng thẳng. Nhưng chỉ có xa nhau mới là tôn trọng lớn nhất của đôi bên. Sau đó, Băng Gia Manh thẳng thắn rời đi. Khi Daisy tới gặp anh, vì nhận được điện thoại của cảnh sát nói rằng có một đứa trẻ sống một mình. Trong quyển nhật ký tìm được tên của bà, Băng Gia Manh định khi bản thân quay về nhà dưỡng lão, ăn hưởng tuổi già. Nhưng anh bây giờ đã sinh bệnh nghiêm trọng của thiếu niên ngu ngốc. Băng Gia Manh mặt đầy mụn dậy thì háo hức kích động, nhiều lúc trên mái nhà chơi trò trốn tìm cùng Daisy. Thời gian qua đi, Băng Gia Manh từ thiếu niên thành trẻ em, từ trẻ em thành trẻ sơ sinh. Băng Gia Manh trong lòng cứ nhìn chằm chằm Daisy. Lúc đó anh nhớ ra một chuyện, sau đó mắt nhắm dần, ngủ ngon. Băng Gia Manh, một người con gái đóng lại quyển nhật ký. Bà già nằm trên giường chính là Daisy, người đọc nhật ký cho Daisy. Chính là con của cô với Băng Gia Manh. Con gái bây giờ mới biết mọi chuyện, hóa ra cha đẻ mình là một người đàn ông khác. Con của cô cũng từ cuốn nhật ký mà cha cô để lại bắt đầu hiểu được người bố lão hóa ngược của mình. Con gái kinh ngạc không biết bắt đầu từ đâu, hồi ức lúc đầu với cha, cảnh vật lúc người con trai này gặp mặt, nhìn lại khoảng thời gian bố mất tích để lại bưu thiếp của mình. 2 tuổi, con gái yêu quý của bố sinh nhật vui vẻ, bố hy vọng có thể hôn con trước khi ngủ. 5 tuổi, bố hy vọng có thể dẫn con đến trường. 6 tuổi, bố hy vọng có thể ở bên cạnh con, dạy con chơi piano. 13 tuổi, bố hy vọng có thể nói với con, đừng ngu ngốc theo đuổi bọn con trai. Bố hy vọng lúc con đau lòng có bố an ủi. Bố hy vọng bố có thể làm bố của con. Không có gì sánh bằng càng khiến bố nhớ mong. Bố hy vọng. Lúc này, Daisy dần nhắm mắt, ngủ ngon. Daisy, có người thương tiếc mục sư ngoài ý rời đi, có người thương tiếc cho thuyền trưởng, có người thương tiếc cho tai nạn ngoài ý muốn của Daisy. Nhưng có người nói không có nếu như chính là cuộc sống. Chúng ta vĩnh viễn không biết ngoài ý muốn vào ngày mai. Không thể không nói, mọi chuyện đều là do số mệnh an bài, mọi chuyện đều là an bài tốt nhất. Còn nhớ đến câu nói của thuyền trưởng, bạn có thể la hét với cuộc sống, oán hận nó cũng không sao, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay.